Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, tai nạn lọc thận làm chết 9 người ở Bệnh viện Hòa Bình đã xảy ra vào tháng 5 năm 2017. Qua nhiều lần xét xử, cuối cùng thì tòa án ở Việt Nam ngày hôm qua đã tuyên án bác sĩ Hoàng Công Lương 42 tháng tù vì tội vô ý giết người. Tòa cho rằng bác sĩ Lương phải hiểu rõ tầm quan trọng của nguồn nước và bác sĩ Lương đã cẩu thả làm việc theo thói quen và tự tin vào kinh nghiệm của bản thân. Có thể nói là vụ việc này tạo lên rất là nhiều sự chú ý, đặc biệt là trong cộng đồng y khoa ở trong nước cũng như là những người bác sĩ gốc Việt ở nước ngoài. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ Win Huỳnh Trần của VietMD.net và Win Medical Center. Xin chào bác sĩ ạ. Xin kính chào anh Lân Vũ và xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Phố Bosa TV. Thưa bác sĩ, trước khi vào ý kiến của bác sĩ về kết luận của tòa và cũng như là về bản án này, thì bác sĩ nhân dịp này có thể tóm tắt lại cái vụ việc để mọi người có thể cùng theo dõi, thưa bác sĩ. Vâng, cảm ơn anh Lân Vũ. Thưa quý vị, vào tháng 5 năm 2017, tại Bệnh viện Hòa Bình đã xảy ra một sự cố y khoa làm chết 9 người. Câu chuyện này tôi có thể tóm gọn là như sau. Vào với cái thời điểm đó thì bệnh nhân chạy thận nhân tạo có 18 người và Bệnh viện Hòa Bình có hợp đồng với một công ty bên ngoài để lọc rửa nước ở cái bộ phận lọc. Và chẳng may là khi lọc rửa thì có tàn dư hóa chất là chất độc. Thì những chất axit này nó vẫn còn dư trong những cái bộ phận lọc thận. Thì khi bác sĩ Lương đến khám bệnh như thường lệ, như là những cái lần chạy lọc khác, thì sau khi điều dưỡng báo là đã sửa xong và họ có cái máy test lúc đó, test cái chất lượng nguồn nước thì test là ok. Thì bác sĩ Lương bật máy lên cho chạy thận. Quý vị cũng biết rồi, cơ thể chúng ta khi mà tiêm acid vào thì không ai chịu nổi hết. Và đó là lý do tại sao 9 người bệnh nhân không may đó, họ tử vong. Sự kiện này làm nổi lên rất là nhiều tranh luận, phiên tòa kéo dài, nhiều lần thay đổi tội danh và đặc biệt là nổi lên một cái làn sóng trong giới y khoa Việt Nam về trách nhiệm nghề nghiệp cũng giống như là cái trách nhiệm mình ở đâu. Ngay khi sự kiện xảy ra, tôi đã viết một bài đăng trên Vietnamnet. Vào thời điểm đó tôi nói rất là rõ là bác sĩ Hoàng Công Lương theo như những cái tiêu chuẩn thông thường làm việc là anh không có tội. Nói một cách nôm na giống như một người phi công khi lái máy bay thì anh ta không nhất thiết phải chịu trách nhiệm về cái chất lượng xăng. Tại vì nếu mà xăng giả, máy bay bay nửa đường mà rớt chết 9 người thì không thể nào nói là tại vì bác sĩ hoặc là phi công phải hiểu rõ và kiểm định cái chất lượng xăng đó. Nhưng mà nó cũng nói là một điểm là thật sự ở thời điểm đó là không hề có một cái quy trình hay một cái hướng dẫn nào của Bộ Y tế về lọc nước chạy thận nhân tạo. Và mãi tới gần một năm sau thì Bộ Y tế mới cho ra cái quy trình đó. Có nghĩa là trước đó những bác sĩ Việt Nam họ làm việc theo những cái quy trình hướng dẫn chung chung dựa vào kinh nghiệm hoặc là dựa từ những bệnh viện lớn. Thì phiên tòa này xảy ra nhiều lần như tôi nói và thay đổi tòa danh, và hôm qua thì tòa tuyên án như vậy. Thì đó là tóm tắt của câu chuyện, quý vị có thể xem kỹ hơn. Có một số chi tiết tôi cũng không có theo dõi quá nhiều, nhưng mà thời gian có hạn và đọc rất là nhiều bút lục từ hai bên thì quý vị có thể thấy là thiếu rất là nhiều, nhất là quy trình và những cái bằng chứng có thể nói là bị chỉnh sửa nữa. Thì nổi lên rất là nhiều vấn đề về cái tính công bằng trong bản án này. Sau khi bản án được công bố thì được biết là chính bác sĩ Huỳnh Trần đã có những ý kiến của bác sĩ rất công khai ở trên trang của VietMD.net, là rất nhiều người theo dõi. Như vậy thì theo bác sĩ, bản án với 42 tháng tù dành cho bác sĩ Hoàng Công Lương, ý kiến của bác sĩ như thế nào ạ? Tôi cho rằng cái bản án này là không công bằng. Trước đó tôi phải nói là bác sĩ Lương không phải là hoàn toàn không có lỗi. Bác sĩ Hoàng Công Lương có lỗi, nhưng mà tội là một cái vụ khác và quy định một cái bản án như vậy, nặng như vậy và nó để lại nhiều cái hậu quả mà một lát tôi sẽ phân tích kỹ hơn đối với người làm sức khỏe.
Tôi cũng là một bác sĩ và thỉnh thoảng công việc của tôi cũng liên quan tới việc ra tòa và xem những cái bằng chứng. Và một trong những cái điều quan trọng nhất của một bác sĩ khi ra tòa là tính cẩu thả. Tại vì cái đó là cái điểm quan trọng nhất để hội đồng xét xử xem là mình có tuyên phạt tội của bác sĩ được hay không. Tính cẩu thả có thể nói đơn giản như thế này là nếu như anh Lân Vũ là một bác sĩ hoặc là bất kỳ quý vị nào nghe bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay là một bác sĩ được đào tạo y như vậy, ở cái thời điểm giống như bác sĩ Hoàng Công Lương thì anh có làm khác hay không? Nếu như câu trả lời là anh làm khác thì mình thấy được cái sự khác biệt giữa tính cẩu thả và không. Nếu như câu trả lời là tôi không biết và tôi không chắc, tôi sẽ làm giống như vậy thì cái đó không thể nào mà nói được là mình là bác sĩ Lương đã cẩu thả. Tôi nhắc lại là rất là nhiều ý kiến của chuyên gia trong nước, kể cả những chuyên gia đầu ngành về lọc thận, đều nói rằng bác sĩ Lương đã làm đúng cái những gì mà làm ở thời điểm đó. Nó chỉ đơn giản là tại vì đây là công việc thường nhật của bác sĩ Lương, anh đã ký cái lệnh rất là nhiều lần, bệnh viện đã trải ra nhiều lần lọc sữa bộ phận chạy thận. Thì đây là một trong những cái quan điểm của tôi, là tôi cố gắng đưa ra một cái cách nhìn trung dung nhất. Tại tôi quan niệm rằng khi mà có vấn đề xảy ra, chúng ta nên tạm gác cái vấn đề tình cảm mà chúng ta cần phải nhìn vào người bệnh nhân. Tại vì đây là cái người luôn luôn chịu thiệt hại trong bất kỳ cái quan tòa nào liên quan tới y khoa. Thì đó là cách nhìn của tôi. Và tôi hy vọng rằng là quý vị cùng chia sẻ và cùng tìm hiểu, nhất là những người làm trong y giới bên Việt Nam, tìm hiểu kỹ hơn về luật pháp sau cái case này. Dường như là trong công luận về liên quan tới vụ này thì đa số người ta nhắc tới nhiều tới bác sĩ Hoàng Công Lương, kể cả chính bác sĩ Quynh Trần, và qua các bài viết cũng đề cập tới bác sĩ Hoàng Công Lương và sự vô tội của bác sĩ này. Còn những người khác thì sao, thưa bác sĩ? Bác sĩ đánh giá trong vụ này, nếu không phải là bác sĩ Hoàng Công Lương là người chịu trách nhiệm thì phải chăng là những người khác mà cũng đã được đưa ra tòa và có kết án trong lần này, thưa bác sĩ? Vâng, tôi nghĩ rằng là quan tòa đã tìm và đồng ý là đưa ra những người có trách nhiệm. Nhưng mà cách xa hơn tôi muốn nhìn thấy sự thay đổi là cái sự thay đổi về hệ thống, về lỗi hệ thống. Tại vì bệnh nhân chẳng may đã mất rồi. Cái mà câu hỏi của chúng tôi làm là làm sao để mà chúng ta ngăn ngừa được cái những chuyện như vậy xảy ra sau này. Và tôi cũng nghĩ rằng Bộ Y tế cũng đã thấy được cái lỗi của họ bằng cách là ngay sau chuyện xảy ra họ đã lập tức soạn một cái quy trình để chạy lọc nước và cho chạy thận nhân tạo. Có nghĩa là tôi đã nghĩ là các cơ quan chủ quan bên Việt Nam đã thấy cái lỗi của họ. Nhưng mà sâu xa hơn thì tôi không có thấy là ít cái ai chịu nhận về lỗi này trong lỗi hệ thống. Họ chỉ là những cái người cuối cùng, giống như là những cái cá nhân cuối cùng thì sẽ phải chịu trách nhiệm thôi. Chứ đây là một cái lỗi hệ thống, nó chỉ không đơn giản là một vài cá nhân. Và anh biết trong y khoa để một cái tai nạn, một cái sự cố xảy ra giống như cái mô hình chi sẽ có nhiều cái lỗ. Và từng cái lỗ lỗ nó phải xảy ra hết thì cuối cùng cái lỗi mới xảy ra. Và ngay từ ban đầu là cơ quan chủ quản là Bộ Y tế và Sở Y tế họ đã thiếu sót để mà xảy ra vấn đề này. Bác sĩ đã có bài viết đăng ở các báo trong nước nói rất cụ thể rằng là bác sĩ Lương vô tội, Bộ Y tế có tội. Bác sĩ có thể nói cụ thể Bộ Y tế có tội ở đây là những tội gì, thưa thưa bác sĩ? Cái chữ tội á, là chúng ta nói về luật pháp. Anh cũng biết rồi, có nghĩa là phải ra tòa, phải nói gì. Cái bài viết đó của tôi nói ngắn gọn như vậy, nó nói hơn là cái trách nhiệm, là trách nhiệm lỗi hệ thống. Và tôi nghĩ là cơ quan chủ quản lúc nào cũng vậy, trong là chúng ta nhìn lại cái lỗi là do cái lỗi hệ thống để chúng ta sửa. Tôi không bao giờ chỉ trách ai, cá nhân hay tập thể, tại tôi luôn luôn quan niệm đối với từng bệnh nhân là quan trọng nhất. Tôi muốn tìm ra một cái lỗi hệ thống rồi sau đó mình cùng nhau mình sửa. Tại Mỹ này những cái lỗi như vậy xảy ra đã có và vẫn đang xảy ra, và anh thấy là khi có lỗi xảy ra thì những người làm chủ quản họ đều nhận trách nhiệm và sau đó cả hệ thống để cùng nhau thay đổi. Nếu quý vị theo dõi những bài viết của tôi trên báo Việt Nam cũng như là trên trang web cá nhân Facebook hay là cái fanpage của tôi cũng hay lấy những ví dụ và để cho chúng ta cùng học và hy vọng là có luôn luôn là để né được và tránh được những cái chuyện xảy ra sau này. Trong một cái chia sẻ mới đây của bác sĩ cũng có đề cập tới một cái viễn cảnh có thể xảy ra trong tương lai. Bác sĩ viết rằng một ngày nào đó chính các vị quan tòa và những người ủng hộ bản án này sẽ phải vào bệnh viện, sẽ phải vào phòng hồi sức cấp cứu.
Lúc đó, khi mạng sống của các vị treo trên sợi tóc, các vị sẽ hiểu kinh nghiệm bản thân của các bác sĩ chuyên môn quý hơn quy trình và luật như thế nào. Như vậy thì bác sĩ có thể nói tác dụng của bản án này có ảnh hưởng như thế nào đối với lại hệ thống cũng như là tương lai của ngành y tế Việt Nam, thưa bác sĩ? Tôi nghĩ là bản án này nó sẽ ảnh hưởng xấu tới nhiều người đang làm trong hệ thống y tế bên Việt Nam. Bản án sẽ khiến cho nhiều bác sĩ cẩn thận và lo cho bản thân mình trước khi làm bất kỳ cái gì. Tại vì y khoa nó không phải lúc nào cũng màu trắng hay đen. Như trong trường hợp này, khi mà ở thời điểm mà chưa có bất kỳ cái quy trình hướng dẫn nào, bác sĩ Lương làm những gì tốt nhất mà có thể ở cái thời điểm đó để giúp bệnh nhân, thì quan tỏ lại nhận đây là cẩu thả và dựa vào kinh nghiệm cá nhân. Thì khi mà bất kỳ bệnh nhân nào vô phòng hồi sức cấp cứu, đây là cái nơi mà cái lằn ranh giữa trắng và đen là mờ nhất. Nó chỉ đơn giản là khi vào hồi sức cấp cứu là mạng người ngàn cân treo sợi tóc. Nếu mà chúng ta chỉ theo những cái quy trình là phải như vậy, tôi bảo đảm là bác sĩ, có nhiều quý vị ở đây là làm bác sĩ hồi sức cấp cứu cũng sẽ biết là có nhiều bệnh nhân là sẽ mất trước khi chúng ta đi theo cái đó. Nó chỉ đơn giản là ở cái thời điểm đó, cái kiến thức y khoa và cái tấm lòng của người bệnh nhân, của bác sĩ luôn luôn đặt bệnh nhân là trên hết, sẽ tìm ra cái giải pháp phù hợp nhất. Có thể là cái giải pháp nó không có liên quan và thậm chí còn trái ngược với những cái quy trình hoặc là những cái hướng dẫn. Nhưng mà cuối cùng nhất là bác sĩ, chúng ta đặt bệnh nhân lên trên hết, chúng ta đặt quyền lợi của bệnh nhân lên trên hết. Và đó là cái nghệ thuật của y khoa ở chỗ đó. Tại vì nếu mà chúng ta cứng nhắc, chúng ta làm theo, mà ngày hôm nay bác sĩ Lương và những cái người bác sĩ khác họ sẽ sợ rằng không biết là tôi có làm đúng quy trình hay không, mai mốt tôi ra tòa tôi sẽ bị chính xác như vậy, ta nên lúc đó không có giấy tờ, không có gì hướng dẫn hết, tôi chỉ làm theo những gì mà tôi đã được dạy và huấn luyện, và bây giờ thì họ lại nói là tôi không có, tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân. Tôi nghĩ đó là một cái tiền lệ xấu. Bác sĩ Win Trần là một bác sĩ đang hành nghề ở Mỹ, do vậy không thể không đặt ra một câu hỏi mang tính so sánh hai hệ thống. Như vậy thì trong trường hợp mà các bác sĩ ở đây, nếu họ phải vào trường hợp mà phải dựa vào kinh nghiệm bản thân như trong bản án có nói đó, thì các bác sĩ ở đây họ sẽ làm như thế nào, thưa bác sĩ, để mà vừa bảo đảm được cái việc mà chữa trị cho bệnh nhân mà vừa được bảo vệ cho chính họ trong một cái môi trường làm việc mà chúng ta có thể biết rằng ở Mỹ rất nhiều cái luật ràng buộc rình rập xung quanh các vị bác sĩ? Vâng. Cái câu trả lời của tôi cũng đơn giản là giống như bác sĩ Việt Nam thôi, là mình đặt cái quyền lợi và cái lợi ích của bệnh nhân là trên hết, cho dù ở bất kỳ có hoàn cảnh ở Việt Nam hay Mỹ. Nhưng mà tại Mỹ nó phức tạp hơn như thế này, là khi mà chúng ta làm, ví dụ có những trường hợp chúng ta chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân, thì chúng ta phải ghi xuống, và cái này tôi đã từng viết một bài viết khác, là cái ghi documentation rất là quan trọng. Nhìn rất nhiều trường hợp ở đây có một số quyết định, một số chữa trị tôi không dùng theo cái hướng dẫn, và tôi ghi xuống tại sao, và tôi có trích dẫn những cái nghiên cứu, và tôi có nói là ở cái thời điểm đó bây giờ chưa có hướng dẫn và tôi dùng những cái này dựa vào như vậy. Thì khi mà quý vị ra tòa, chẳng may ra tòa đi, thì quý vị có ghi xuống rất là rõ ràng là ở cái thời điểm đó, trong cái tình huống đó và không có nhiều lựa chọn khác, nếu quý vị không làm nó còn tệ hơn, hoặc quý vị làm thì nó sẽ như thế này, hoặc quý vị làm, và lúc nào chúng ta cũng đặt cái quyền lợi của bệnh nhân là trên hết. Thì tôi nghĩ đó là cái cách mà tất cả những bác sĩ tại Mỹ được đào tạo và đều làm theo cái đó. Tôi nói thêm tí xíu, cái đó nó thiên về cái nghệ thuật trong y khoa nhiều hơn là các khoa học. Tại vì y khoa là một cái ngành có cả khoa học lẫn nghệ thuật. Và nghệ thuật là ở chỗ đó có những cái trường hợp rất là chúng ta không biết là như thế nào, cho chúng ta phần lớn là những cái bệnh hiếm. Đặc biệt trong chuyên khoa của tôi là có nhiều cái phác đồ điều trị là hoàn toàn không có. Và chúng ta phải dùng những cái phác đồ điều trị dựa vào kinh nghiệm của đồng nghiệp, kinh nghiệm của bản thân, hoặc là kinh nghiệm nghiên cứu. Và đó là những cái mà, và nếu chúng ta đợi thì nó thật là không biết khi nào mà chúng ta sẽ chữa, và một số trường hợp đó chúng ta đợi thì bệnh nhân đã mất rồi. So sánh một cách trực tiếp hơn, một cái vụ mà lọc thận do đúng nguyên nhân như vậy là từ cái nguồn nước ở máy lọc thận dẫn tới chết người. Một cái vụ như vậy nó có khả năng xảy ra ở Mỹ hay không, thưa bác sĩ, với hệ thống y tế ở Mỹ? Nếu có vì sao, và nếu không thì vì sao không thể xảy ra? Có chứ anh, ở Mỹ là nơi mà xảy ra tai nạn y khoa có thể nói là nhiều nhất trên thế giới. Lý do nhiều nhất tại vì chúng tôi công bố, tại Mỹ là tai nạn xảy ra chúng ta công bố và chúng ta học từ đó.
Tôi không nói là những nước khác không có, nhưng mà tôi biết một điều là có nhiều nước không công bố. À, trường hợp chạy thận thì tôi nhớ là năm 1993 có một lỗi cũng cũng gần như tương tự như vậy, muốn cách đây khoảng chừng là cũng khá là lâu rồi. Thì cái cách mà giải quyết vấn đề lúc đó xảy ra là họ không có đẩy mấy cái người bác sĩ đó đi tù hay là gì, mà thay vào đó họ sửa cái hệ thống, và cái người đứng đầu nguyên cái trách nhiệm đó họ đã đứng ra họ xin lỗi. Và chính vì nhờ như vậy mà chúng ta thay đổi dựa vào cái lỗi sai của cả hệ thống mà chúng ta đặt bệnh nhân lên trên, mà sau đó rất là nhiều cái quy trình về chạy thận nhân tạo của Mỹ đã ra đời. Và ngày hôm nay nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, bắt đầu theo dõi và theo những cái quy trình chặt chẽ này của lọc thận của Mỹ. À, và những cái quy trình lọc thận này không phải là hiển nhiên mà chúng ta học được, và chúng ta phải trả rất là nhiều giá. Và như anh thấy rồi, nước Mỹ cũng vậy, chúng tôi có những cái lỗi lầm trong y khoa, nhưng mà cái quan trọng là chúng tôi nhận và chúng tôi dựa vào đó để chúng tôi sửa để sau này không bị nữa. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều liên quan tới những thông tin về vụ tai nạn này, và kết quả là cái bản án đã dành cho bác sĩ Hoàng Công Lương với 42 tháng tù. Bác sĩ cho một cái kết luận trước khi chúng ta chấm dứt, thưa bác sĩ. Tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp bên Việt Nam sau khi nghe bản án này tìm hiểu kỹ hơn về luật pháp, và chúng ta tôi chỉ mong rằng là sẽ không có còn bất kỳ cái sự cố hay cái tai biến nào, tại vì quan điểm của tôi luôn luôn là đặt lợi ích bệnh nhân là trên hết, và chúng tôi tìm cách học được những cái đó. Và tôi tin là bác sĩ Việt Nam hay là bác sĩ nơi nào trên thế giới, chúng ta đều có một cái niềm mong ước là luôn luôn giúp đỡ bệnh nhân. Và xin chúc các đồng nghiệp và cũng như các bệnh nhân một ngày cuối năm yên bình. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ. Câu chuyện của chúng tôi với bác sĩ Win Huỳnh Trần từ tổ chức VietMD.net và trung tâm Win Medical Center tới đây chấm dứt. Xin hẹn gặp lại trong những lần tới.